Ken. Ăn người ta ăn giòn tan. Quá gì? Ken. Nào mua mấy quả? Cân mấy quả? Chưa gặp cái trường hợp này. Cứ không ăn được nó đấm vào mõm. Thằng đấy là mình cứ ăn cái gì nó bắt chước cái đấy. Thế hôm ăn quả mít tiên. Nè con khôn cắn nhấm tí. Báo thế. Các bạn quen. Bởi Nga, Nga thì quả đã ăn giòn tan rồi. Con dài quá, cái này nào lắm.
Cô cho một thôi. Cô phải lấy ngon nhất rồi. À. Con cho đối diện luôn nhé. Ờ. Bà có thằng không? Tiền không ấy? Tiền. 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 Tiền.
đây, vàng ở đây. Đi. Thank you.
Ủa gì mà đeo mà quay đấy. Oh,
Ha ha ha.
Đây rau con thì tôi này tốt thế ăn qua tao thích tốt lá nó vẫn còn nó to mấy mà nữa cái này chú xanh thì mua bái năm thì cố nó cuối rồi ăn một chín con này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cho đến đây á? À, đến đây không phải do thời tiết á. Vẫn chưa chuột đấy năm ngoái trồng cây, nhưng hôm nay xả tốt hơn để có quả đấy. Mới có 5 cây vào đấy, cái gì á? 5.000 là nắng ngoài nhìn tơi bí xanh. Cái chỗ có hộp thôi người ta. Tại trường gì cả?
Đi lên trên này, đi lên.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thế. Thank you.
Yeah.